Xin chào các anh chị. Mình là Bình Minh, đến từ Nha Trang Work Red. Thì đầu tiên xin cảm ơn các anh chị đã dành thời gian để tham dự cái chương trình Nha Trang Work Red ngày hôm nay. Thì đây là Nha Trang Work Red thì có hoạt động thường niên, nhưng mà do năm nay dịch thì đây mới là buổi lần meet up đầu tiên trong năm 2011, trong năm 2021. Thì rất là vui và rất vinh dự khi được có sự tham dự của tất cả các anh chị. Rồi bây giờ mình sẽ nói sơ qua về cái lịch trình của chúng ta ha. Lịch trình của chúng ta thì ngày hôm nay là chúng ta sẽ có các mục sau. Đầu tiên là mình sẽ giới thiệu về Nha Trang WorkRed cũng như là những cái thông tin liên quan về cái meetup này nó như thế nào. Ở Việt Nam mình có bao nhiêu cái tổ chức cộng đồng được công nhận là chính thức từ WorkRed. Sau đó chúng ta sẽ lần lượt đi qua hai cái topic, ba cái topic đã được công bố trước ha. Rồi bây giờ mình xin phép đi vào cái phần đầu tiên là giới thiệu về Nha Trang WorkRed ha. Thì các anh chị đã biết WorkRed thì là nó là một cái mảng nguồn mở ha, có rất là nhiều ngôn ngữ, trong đó mà những người mà đóng vai trò mà cốt lõi cho cái sự phát triển của WorkRed đó, đó là những cái lập trình viên nè, những người dịch thuật đã bỏ thời gian công sức để dịch WorkRed qua từ tiếng Anh qua rất là nhiều ngôn ngữ trên tất cả các nước trên thế giới, thì trong đó có Việt Nam. Thì WorkRed có một cái trang riêng dành riêng cho cái cộng đồng người Việt chúng ta, đó là vy.workred.org. Thì ở Việt Nam mình có một cái team gọi là được sự đầu tiên là họ sẽ qua cái vòng thử thách phỏng vấn từ team của WorkRed, sau đó họ sẽ được công nhận là những người leader của cái cộng đồng WorkRed tại Việt Nam. Thì hiện tại ở Việt Nam thì chúng ta có ba cái cộng đồng chính, đó là Sài Gòn WorkRed, Hà Nội WorkRed và Nha Trang WorkRed. Thì trong đó là Nha Trang WorkRed là cộng đồng được thành lập từ năm 2016 bởi Minh và một số anh chị em là người đam mê WorkRed tại Nha Trang và hoạt động từ 2016 đến nay. Thì khi mà một team mà được công nhận là chính thức thì chúng ta có thể đăng tin bài lên cái website chính thức của WorkRed. Tại đây ví dụ như chúng ta có tin tức ha, chúng ta bấm vào tin tức thì nó sẽ có những thông tin liên quan đến cộng đồng tại Việt Nam. Đấy. Như các anh chị thấy cái bài đăng mà giới thiệu của chúng ta nằm đây ha. Cũng như là một số cái hoạt động về hình ảnh hoạt động đã được tổ chức trong thời gian vừa qua. Ví dụ đây là hồi tháng 12 năm 2020. Tương tự cho các tháng 10 năm 2020 này, tháng 6 năm 2020 ha. Ví dụ như vậy. Đó. Thì ngoài mà cái việc mà được công nhận là một cái cộng đồng chính thức từ team phát triển của WorkRed á, thì họ sẽ hỗ trợ cho chúng ta rất là nhiều thứ. Đầu tiên là cái việc tổ chức cái meetup trên trang meetup.com này, thì họ sẽ cung cấp phí tài khoản miễn phí cho chúng ta dùng. Khi mà Minh đăng cái sự kiện trên này, Minh đăng một cái sự kiện trên trang meetup.com này, thì ngay lập tức trong cái trang quản trị của WorkRed á, nó sẽ hiển thị lên cái thông tin sự kiện. Đây các bạn chỉ thấy chúng ta có cái mục sự kiện đây. Đó. Thì nó sẽ được hiển thị trên này, chỉ việc đăng trong này và nó sẽ hiển thị và được quảng bá trong này đó. Lợi ích của nó là như vậy. Ngoài ra chúng ta có một số tài liệu hướng dẫn, áo thun, sticker đúng không? Đó. Thì họ hỗ trợ rất là nhiều, nhưng mà đa phần là nói chuyện bằng tiếng Anh cho nên là cũng khó, đôi lúc là bất tiện. Đó. Rồi về Nha Trang WorkRed thì như chị biết Minh vừa nói thì thành lập năm 2016. Được do một số thành viên nòng cốt, trong đó là Minh là người khởi xướng là chủ yếu. Thì trải qua rất là nhiều năm hoạt động thì Nha Trang WorkRed có rất nhiều hoạt động, từ ví dụ đây anh chị thấy chúng ta Nha Trang WorkRed tổ chức ngày hội dịch thuật nè, tổ chức những ngày mà nó hướng dẫn mọi người cùng dịch mã nguồn WorkRed và tiếng Việt nè, đó đây rất là nhiều hoạt động, nhưng mà đa số những năm trước không có lưu trữ nhiều. Cái web này thì chỉ mới thành lập mà gần đây thôi cho nên là hình ảnh không có đầy đủ. Đây ví dụ mình có một cái tổ chức năm ngoái mình có mời một anh diễn giả là anh Sơn, rất là nổi tiếng ở ở Việt Nam về để nói chuyện trong cái buổi Nha Trang WorkRed. Đây nói chung thì thực tế là ở Việt Nam thì Nha Trang WorkRed là hoạt động nhiều nhất, Hà Nội với Sài Gòn. Thì những năm trước năm 2018 thì họ nhiệt tình làm, nhưng mà trong những năm gần đây thì hầu như là không có. Do những leader trong đó rất bận quá. Rồi, đó là về Nha Trang WorkRed này. Ví dụ hồi trước thì có hay kết hợp với một số nhà cung cấp hosting để làm một số chương trình khuyến mãi tặng quà trong này. Đấy. Năm nay thì cũng hơi làm online cho nên cũng không có xin gì nhiều. Đấy.
là năm tháng vào tháng 12 vừa rồi, vào tháng 12. Đó là hình ảnh vào tháng 12. Rồi vậy thì thực tế là những người như Minh làm thì có lương không, nhưng nó như là không có chi phí gì cả. Đây là chúng ta là vì niềm vui và sở thích mà Minh đã duy trì trong khoảng hơn 5 năm qua. Thì đa phần những cái sự kiện là do Minh, chủ yếu là Minh đi xin tài trợ hội trường này, đi xin tài trợ nước uống này, đi xin tài trợ quà này, nói chung là chủ yếu là phải đi lăn lộn để xin để có tổ chức đó. Khi mà mình đã là một cái cộng đồng được công nhận chính thức đó, thì mình có KPI mình phải làm. Mình không làm thì bắt đầu họ review, họ loại, mà khi họ loại thì họ không có hỗ trợ nữa đó. Khổ vậy. Đây là giới thiệu sơ qua và một số hình ảnh ha. Rồi, ngắn gọn vậy thôi. Nói chung là với sứ mệnh chủ yếu là có thể giới thiệu WordPress tới tất cả mọi người, đồng thời hướng dẫn mọi người có thể sử dụng WordPress một cách đơn giản nhất cho công việc, sở thích của mình. Đó là ngắn gọn cái tôn chỉ hoạt động của tất cả các tổ chức cộng đồng thôi. Đó, đó là cái tôn chỉ cốt lõi của tinh thần chung của WordPress.org, cũng như là tất cả các những cái cộng đồng mà được công nhận tại Việt Nam cũng như là trên thế giới. Rồi, ở Việt Nam thì chúng ta có một team ở đây. Trong team này thì nó sẽ liệt kê tất cả những cái công việc mà team sẽ làm. Đầu tiên là đây đây, ví dụ như anh Khôi Pro, đây là anh dạng là anh cũng leader của tại Việt Nam. Anh sẽ chịu trách nhiệm là cập nhật những cái bản dịch dành cho WordPress nè, cho những cái plugin, những cái theme nổi tiếng. Rất là nhiều công việc mà bên team này thì hoạt động chủ yếu bên Slack này. Các anh chị chúng ta có thể tham gia vào đây để đóng góp bằng cách dịch thuật hoặc là một ý tưởng gì đó, là tùy, không có quan trọng lắm, mình có gì mình đóng góp cái đó thôi. Rất là nhiều anh chị chúng ta được hỗ trợ trong này đó. Nói chung là dịch cũng nhiều lắm, dịch vất vả lắm, và vài phải có người duyệt, chứ không có người duyệt là bắt đầu là những anh chị bắt đầu vô quảng cáo, dịch một cái cụm từ xong chèn cái website của mình vô, dịch một cụm từ xong chèn tên công ty mình vô, nhiều lắm. Nên là nói chung là mệt lắm, không có tiền nhưng mà làm cực lắm. Rồi. Tiếp theo, mình sẽ nói về cái đây là phần bắt buộc khi mà tổ chức meetup là mình phải nói cái phần này, nó là phần bắt buộc. Mình sẽ nói về năm cái nguyên tắc ha, đảm bảo các group theo tinh thần của WordPress là khi mà mình tổ chức một cái buổi meetup, một cái buổi offline. Đầu tiên á, khi mà mình được phỏng vấn bởi team của WordPress, họ hỏi rất là kỹ, nói là tụi tao là chỉ làm tinh thần phi lợi nhuận thôi, không có trả lương hết, mày tham gia hay không? Đó, ok thì tham gia. Cái thứ hai là mọi thứ là phải tuân theo cái bộ quy tắc này. Thì mình xin nói qua cái bộ quy tắc này ha. Cái quy tắc đầu tiên là phi lợi nhuận. Cái chương trình này là mình làm là không có thu phí người tham dự, không có thu phí người tham dự vì cộng đồng, không có thu phí vào cổng, vào vé gì hết, miễn phí hoàn toàn. Trừ những trường hợp mà mình thuê địa điểm thì mình không nói ha. Rồi tiếp theo thì về cái khả năng tham gia thì mọi người đều được tham gia, không phân biệt về tiền bạc, khả năng lập trình. Anh là lập trình viên anh mới được tham gia, còn bạn là một nhân viên kinh doanh hay là một giáo viên thì không được tham gia, thì không có, ai cũng đều được tham gia hết, bình đẳng như nhau, thích thì tham gia thôi chứ không có một cái sự ngăn cấm nào hết nha. Đó là cái tinh thần cốt lõi thứ hai khi mà xây dựng meetup. Cái thứ ba đó là không trả tiền cho speaker. Không trả tiền speaker, đó là WordPress họ không có trả tiền cho việc mời speaker. Trong những cái lần mà mời trước đa số là mời với tinh thần là hỗ trợ lẫn nhau, hoặc là Minh sẽ đi xin tài trợ, hoặc là Minh bỏ tiền túi ra để lo, ví dụ tiền vé máy bay, tiền ăn ở này chẳng hạn, thì là thường thường là tiền túi thôi. Chứ còn mà không có lấy tiền của người tham dự để trả tiền cho speaker, nó là nghiêm cấm ha. Rồi tiếp theo thì ai cũng có thể làm speaker, tức là Minh hôm nay là Minh là người dẫn chương trình, đồng thời là Minh nói một cái chủ đề về WordPress. Thì tương tự bạn Phương hay là bạn Đạt hay là bạn Nga hay là chú Thái gì đó đều có thể đứng ra nói một cái chủ đề nào đó về WordPress, về kinh nghiệm sử dụng WordPress của mình, về mình đã tiếp xúc WordPress như thế nào. Không có phân biệt là mình phải là giỏi, mình phải là pro thì mình mới nói chuyện được. Ai cũng có thể đăng ký meetup. Đó là cái tinh thần cởi mở, ai cũng có thể làm người đứng lên làm diễn giả cả. Rồi tiếp theo đó là cái nguyên tắc cuối cùng, đó là không có cái hành động xúc phạm bất cứ ai.
Ví dụ khi mà chúng ta lên mấy group là chúng ta không có được nói xấu ai hết, không có chửi bới, không có lăng mạ xúc phạm bất cứ ai trong mấy group hết, không có được nói là ờ thằng kia nó dở mày, tại sao nó lên nó nói chuyện như vậy, tại sao một cái đứa mới tiếp cận một rep không có kinh nghiệm gì lại lên đứng nói, là mình không có được nói như vậy. Mình phải tôn trọng lẫn nhau, mình phải trên tinh thần là mình tôn trọng. Rồi về vấn đề thì lưu ý thì mình có một số là những cái sản phẩm mà rẻ tiền đó, không phải là nguồn mở, là cấm không được giới thiệu trong các buổi meetup nha. Đó. Cái thứ hai là không được giới thiệu kiểu bán hàng, bán sale mà vi phạm bản quyền. Chúng ta share plugin nuôi hay là plugin lậu chẳng hạn đó, chúng ta không được giới thiệu trên này. Inbox thì được nhưng mà không có được nói trên meetup. Đó. Rồi, mình thì có thể những cái vấn đề gì đó ABCDZ thì mình nói riêng, nhưng mà trên mấy đứa này mình không được nói, không được trình bày, mình không được hướng dẫn crack cái theme này, không được hướng dẫn crack plugin kia nha. Đó, mình chỉ đơn giản vậy thôi. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với chủ đề đầu tiên ha.